Trong video này, chúng ta sẽ khái quát công thức tính tổng các số hạng của một cấp số nhân hữu hạn. Ta có một cấp số nhân, có u1 là số hạng đầu tiên và q là công bội. Ta có n là số các số hạng trong cấp số. Ta có Sn bằng tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân. Sn sẽ bằng u1 cộng u1 nhân q cộng u1 nhân quy mũ 2 cộng cho đến u1 nhân quy mũ n 1 Số hạng cuối có quy mũ n đi 1 vì ta bắt đầu với số hạng đầu tiên có quy mũ 0 và bằng 1. Số hạng thứ 2 thì có quy mũ 1, số hạng thứ 3 có quy mũ 2. Nên số hạng thứ n sẽ có quy mũ n đi 1. Chúng ta sẽ nhân cả hai vế với âm q. Ta được âm q nhân sn bằng âm u1 nhân q trừ đi âm U một nhân quy mũ 2. Do ta sẽ cộng hai phương trình này với nhau để tìm ra S-N, ta sẽ viết các số hạng giống nhau thẳng hàng để dễ tính toán. Các số hạng đang được viết dịch sang phải một cột. Quay trở lại phép tính, ta tiếp tục trừ cho U một nhân quy mũ N trừ đi 1 và trừ tiếp cho U một nhân quy mũ N cộng hai vế tương ứng của hai phương trình. Ta có vế trái bằng SN trừ quy nhân SN. Số hạng đầu tiên ở vế phải vẫn là U1. Ta thấy U1 nhân quy trừ đi U1 nhân quy bằng 0. Tương tự với các số hạng khác, U1 nhân quy mũ 2 trừ đi U1 nhân quy mũ 2 bằng 0. U1 nhân quy mũ n trừ 1 trừ đi U1 nhân quy mũ n trừ đi, đi 1 cũng bằng 0. Vậy ta chỉ còn trừ U một nhân quy mũ N. Vậy chúng ta được SN trừ đi quy nhân SN bằng U1 trừ đi U1 nhân quy mũ N. Đặt SN làm nhân tử chung, ta có SN nhân 1 trừ đi quy bằng U1 một nhân 1 một trừ quy mũ N. Chuyển phép nhân 1 trừ quy từ vế trái sang phép chia bên vế phải, ta được S n bằng U1 nhân 1 trừ đi quy mũ n trên 1 trừ đi quy. Vậy đây chính là công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.